ghé ngang qua bưu điện hay tờ thư viện để tìm lại những hình ảnh trong anh còn lưu niệm. Rồi đã lâu không được nghe em nói em đang cảm thấy thật tệ, tối nay anh vội gác lại những công việc, em ở đâu anh tới ngay. Anh lại ngồi sau nghịch ngợm chiếc kẹp tóc em, một cánh dáng ngoài ô cửa mưa lăn thành dòng và sấm chớp vụt lên ánh sáng. Một ngày cứ thế bình thường rồi cứ cuốn trôi theo gió, mùa đông tháng 12 lạnh hơn nhiều lắm nhưng giờ chẳng biết áo mới em có vừa không. Tự như sương rơi mãi trên lối ai vẻ phố nghiêng, anh nhớ em và anh đi mà cứ xa như ta từng coi như anh và em. Cho anh ngồi cùng hẹn.